Hello, xin chào mọi người. Bây giờ thì ở nhà đang bị mất điện, cho nên là hai đứa không có chuyện gì làm, bây giờ thay đồ để đi ra ngoài chơi. Là tranh thủ mất điện thì tụi mình tranh thủ đi dạo chút xíu. Mà tao tắt. Dạ. Chị chị bà. Đi chị em ấy. Chị em ấy. Là ra đường mà không trang điểm có làm sao không, mình không thấy được, nhưng mà không sao, không có điện nhà quẹt hai phát cái má với lại quẹt son là được. Oppa. Ai cái son một chút mà nhìn giống trẻ trâu bị sợ. Oppa trẻ trâu à? Đó trẻ trâu. It's mean that you the night of my mind has my look like really young. Anh nhá. Yeah, I'm just young. I'm just young? Better than you. Better than me? Không có lông mày. Không có lông mày. À, nó tổ tổ bà. Bà bà. Không có lông mày. Không có lông mày. Không có lông mày. Không có lông mày. 그냥 메이크업 돼. 하지만 그냥 오늘 메이크업 못 해. đây là tình hình khi mà bây giờ phải ra đường ra chỗ đông người thì phải như vậy. Luôn có bệnh. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Nói đó thôi. Vừa đeo mà nói chuyện như vậy thì hơi bất tiện. À rồi bắt lấy chút quá. Dạ, cơm mà không ăn đi. À. Hôm nay mang giày hơi cao cao cho nên cảm thấy mỏi hơi mỏi chân. Ai biểu điệu đà làm chi không biết. Ok. Đã phải áp phone đấy. Ủa, ở đâu? Không biết. Ủa, hiếm gì không có đâu, giờ. Không có gì không có. You cannot carry me. Hả? Hết rồi. Sáng ngày, giờ có người mà. Mày đi ra. Anh đi ra đó. Hơi gì vậy? Mua đồ. Hơi gì vậy? Anh chế. Nào. Ilo ilo ilo. Will you marry me? Chao chao ni. The my lap is really short. Your lap 10, so my lap just 5. Kre ya kre. Nó là thèm chịu chân cái lần. À. Không biết mở cửa để mới nghe chứ. Ồ. Đi giùm tao. Quan đi chúng ta đi nè.
오빠 이제 몇 시 알아? 나도 모르겠다. 얘매는 늦게 자. 어? 오빠 아이고 봐봐 못생겼다. 왜 왜 또? 나 저번에 그거 해주면 안 돼? 뭐? 나 프로그램 있어. 뭐 어디에? 그리고 여기 또 있어. 오 진짜네. 저번에 그거. 뭐? 맞아? 뭐 그거 뭐다? 그 코쿠민. 코쿠민. 저 저거 있어 잠깐만. 진짜? 이거? 이거? 아 이거 뭔데? 이거 저번에 너 프로그램 있을 때 쓴 거 아니야? 맞아. 그럼 왜 뉴스 갖고 와? 그 다른 거 다 했어? 내가 다 썼다. 아빠 다 샀다? 아 new one. 알았어 그럼 오빠가 이거 좀 해줘. 알았어 오빠 그 얼굴 씻어 그거 네가 해줘. 오케이. 그치? 감은 cái này ông ghiền dã man luôn nè mọi người. Thì cái này hôm bữa trong video mình có nói rồi đó mọi người, có một lần đúng không ta? Ờ, đây là sản phẩm trị mụn của Việt Nam, Việt Life Skincare Nano. Thì cái này Ly đã cho Jun ổng xài mà ổng cứ nhớ miết kiểu như là mỗi lần mà bị mụn, bị thâm là ổng cứ em cái này. Cái hôm bữa em xức cho anh đâu rồi, là kiểu là biết là ổng thích như nào rồi đó. À, thì trong này nó có tinh chất nghệ nè, dầu khuynh diệp nè, củ tâm thất với lại một số thành phần thiên nhiên nữa. Thì nó giúp cho cái việc mà làm mờ thâm nè, với lại mấy cái vết mụn mà mình chưa xài với những cái mụn mà hắn diện rộng nha, nhưng mà bôi với những cái mụn mà riêng lẻ một mình á, mụn bọc rồi mụn đầu trắng đồ này kia thì nó hết rất là nhanh, đặc biệt là mấy cái vết thâm á, cho nên là ai mà có vết thâm mụn á thì nên mua cái này xài. Con trai cũng xài được mà con gái cũng xài được, có 75.000 một tiếp thôi. Baliu à? Ok. 자기야 빨리 와. 빨리 해주세요. 알겠지롱. 앉아. 네가 해줄게. 나 클래스 없어 이뻐. 어? 클래스 없어도 이뻐. 클래스도 이뻐. 오빠 여기 해지. 여기 처음만 하잖아. 여기. 네가 해줄게. 어떻게? 이렇게 있어야 되는 거 아니야? 이렇게. 알겠지랑. 진짜 까빠. 잘라. 쭈. 나 지금. 따이. 아싸 어디? 여기 맞지? 응. 여기 맞지? 아이고. 아이고 우리 자기 어디 있어? 여기도 있네. 응. 여기도 있네. 나는 탐네. 여기도 없어? 여기도 돼. Với cái những cái vết mà vết thâm á, thâm sẹo thì mọi người cũng có thể bôi lên cho nó đỡ thâm hơn á. Dạ. Đố ổn nương bu tố nực cái thản đẹp chứ. Na video 만들어야 해. 됐다. 야, 근데 못생겼어 아니야? 잘생겼다. 걱정 마. 내일 일어나 그러면 잘생겼다. 그럼 여러분 안녕.